Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lazy Boy nha. Nay em Tiên sẽ đi mua lại một chiếc xe nha các bạn. Thì hồi bữa thì khách hàng quen của bên Tiên có nhờ Tiên kiếm một chiếc xe là 103, nhưng mà tầm giá tầm khoảng rẻ, xe rớt đầu cũng được. Là khách quen mà anh em xài cái xe nó cũng quen rồi, nên thành ra là anh em tìm một chiếc xe giá rẻ để về mình đi. Nhưng mà hôm nay anh em kẹt tiền nên nhờ Tiên lấy lại giùm. Thì bây giờ Tiên sẽ đi thu lại một chiếc xe 103 nhưng mà chỉ có 130 triệu thôi các bạn, 130 mấy triệu thôi đó. Thì bây giờ Tiên sẽ đi tiến hành Tiên thu lại cái xe nha. Rồi đến nơi rồi các bạn, đang đợi xe tới để coi xe. Anh thì anh ngại lên clip các bạn, nên thành ra thì Tiên kiểm tra lại cái xe trước khi mà Tiên lấy về ha. Thì bán cho anh thì cũng mới chỉ là một tháng thôi. Hôm nay Tiên hỗ trợ Tiên quay đầu lại cho khách hàng của Tiên nha. Đó, cái xe này thì Tiên cũng đã nói với các bạn rồi, Tiên mua một cái giá rớt đầu để mà về Tiên bán cho khách hàng quen của Tiên. Cái này là anh em nhờ nha các bạn, anh em thân thiết nhờ để mà mua. Thì hôm nay Tiên kiểm tra lại ha, dàn áo dàn đồ thì nó cũng còn liền lạc nè. Nói chung là chủ yếu là mình kiểm tra ngoại hình với lại mình nghe máy móc thôi. Thì đồ đạc trên xe nó cũng còn liền lạc hết các bạn, nó cũng không có bị tai nạn, cũng không có bị bể gì hết. Chân phuộc, vỏ, áo, bọng, đèn, đuốc cũng còn rất là mới tinh nè. Đó, thì mọi chiếc xe Tiên bán ra Tiên đều hỗ trợ quay đầu lại hết nha các bạn. Thì nếu mà thị trường nó tốt quá Tiên quay đầu lại tầm khoảng 10-15%, còn thị trường nó hơi khó khăn một tí xíu thì Tiên quay đầu lại thì theo giá thị trường ha. Nó luôn luôn mua lại cho những người anh em, cho mọi người khi mà mua xe bên Tiên. Nhưng mà cũng phải tùy theo thị trường nữa, thị trường kinh tế nó khó khăn quá thì không thể nào mà Tiên mua lại một cái giá nó quá cao so với thị trường nha các bạn. Nhưng mà vẫn hỗ trợ mua bán rồi quay đầu lại cho các bạn hết 103. Thì xe này Tiên mua lại một cái giá rất là rẻ các bạn, một cái giá rất là rẻ. Thì Tiên nói giá trên đây luôn, Tiên mua lại 110 mấy triệu, 103 đầu, 150cc nha. Nhưng mà anh em nào sành xe thì anh em có thể tham khảo em này mua về chạy rất là tốt và rất là ngon nha. Còn những khách hàng, cái này là Tiên chỉ bán cho khách hàng nào mà đã sành xe rồi. Còn những người, còn các bạn mà chưa có sành về xe, chưa có một cái mà kinh nghiệm cơ bản khi mà đi thắc ý này, thì Tiên không khuyên các bạn lấy cái xe này nha. Tại vì để đi một chiếc xe mà nó đã rớt đầu rồi thì các bạn đi phải biết bảo trì bảo dưỡng, chứ còn không là mình đi nó sẽ hơi cực tí xíu. Nhưng mà đổ lại, cái nào nó cũng có hai mặt của nó, các bạn đổ lại cái giá thành nó rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Tiên mua lại 110 mấy triệu, nay Tiên bán Tiên để lại cho các bạn 120 mấy triệu nha các bạn, 120 mấy triệu cho các bạn sử dụng. Còn những cái xe này thì Tiên lấy lại thì Tiên sẽ về, Tiên sẽ sang lại cho những người anh em lái, để anh em về anh em dọn lên đi, hoặc là sang lại cho những cái cửa hàng mà người ta bán những cái chiếc xe nó rẻ, nó không có được đẹp ha. Còn khách hàng nào mà đã sành xe rồi thì khách hàng có thể tham khảo em này nha mọi người. Đó, 120 mấy triệu cho một em 103 rớt đầu, rõ ràng nha mọi người. Tại vì rớt đầu thì Tiên mua luôn với một cái giá của rớt đầu, và rớt đầu thì Tiên phải bán với một cái giá của rớt đầu. Còn xe nguyên zin thì nay xe này Tiên bán tới 160 mấy, 170 mấy và 180 mấy triệu lận. Còn xe rớt đầu Tiên bán rẻ hơn 30 triệu, 40 triệu nha. Anh em nào có quan tâm thì mọi người có thể tham khảo và gọi điện cho Tiên nha. Đó, trước khi Tiên chốt cái xe này cho anh em lái nha mọi người. Rồi, cái máy chạy cực kỳ êm luôn. Rớt đầu rồi thì chúng ta làm lại cái máy thì đi rất là êm nha mọi người. Thì bây giờ Tiên sẽ tiến hành đi ký cái giấy xe, ký hủy bỏ hợp đồng mua bán về lại Tiên ủy quyền